bảo hiểm không có khả năng ngăn chặn các tai nạn hay chữa lành các căn bệnh nhưng có thể bảo vệ bạn và những người thân yêu của mình trước những rủi ro tài chính như chi trả tiền viện phí khi điều trị tại các bệnh viện trong và ngoài nước là người chính mang tiền về nuôi các thành viên trong gia đình khi những người thân đều sống dựa vào nguồn chu cấp chính từ bạn nhưng nếu không may điều bất trắc xảy ra thì ai sẽ là người lo cho tương lai học hành của con bạn đây Hãy nghe chia sẻ từ những gia đình đã từng được nhận được tiền chi trả từ bảo hiểm. Đừng thành kiến về bảo hiểm, đừng nhìn bảo hiểm với góc tối tiêu cực. Trên chặng đường đời, khi bạn gặp những khúc tối của cuộc đời, gặp rủi ro tai nạn, bệnh tật thì bảo hiểm là cánh tay đắc lực cứu cả gia đình bạn đó ạ. À? Hãy nhấn link và tìm hiểu thêm nhé.